chào quý vị, đây là chuyên mục đối thoại mỗi ngày. Cách đây 4 năm, luật bảo vệ người tiêu dùng đã ra đời để bảo vệ quyền lợi của bất kỳ người nào trong chúng ta khi ở trong vị thế một người tiêu dùng. Trong tình hình mới khi có rất nhiều những vấn đề phát sinh, thì luật bảo vệ người tiêu dùng có thích nghi với đời sống thực tế hay không? Xin mời quý vị cùng tham dự cuộc đối thoại với tiến sĩ Lê Minh Hùng, trưởng bộ môn luật dân sự Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào ông và cảm ơn ông đã nhận lời tham dự cuộc đối thoại ngày hôm nay ạ. Trong 10 tháng đầu năm 2014, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tiếp nhận trên 1.000 vụ việc liên quan đến xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, trong đó đã xử lý thành công trên 75% vụ việc. Trong số chưa thành công có một phần lỗi từ người tiêu dùng mua hàng nhưng không lấy hóa đơn, không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, và một phần khác do phía doanh nghiệp thiếu thiện chí. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 đã tạo lập hành lang pháp lý cần thiết cho việc bảo vệ người tiêu dùng, xác lập được sự ổn định trong quan hệ giữa người tiêu dùng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Từ đó đã hình thành được nền tảng tư duy mới trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng và thiết lập được vị thế các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ, hướng tới mục tiêu xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng. Kể từ khi mà luật bảo vệ người tiêu dùng đi vào thực tế thì cũng đồng nghĩa với việc là trong 4 năm qua có rất nhiều những vấn đề phát sinh. Trước tình hình như vậy thì luật bảo vệ người tiêu dùng có những cái điều gì tích cực? Có thể nói đây là một cái thành công rất lớn của nhà lập pháp Việt Nam. Lần này luật đã quy định rất rõ về các quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng như thế nào. Thứ hai là luật cũng đã quy định rõ về cái trách nhiệm bảo vệ cái thông tin của người tiêu dùng trường hợp là người ta bị quấy rối. Đó là liên quan đến cái điều cấm trong luật bảo vệ người tiêu dùng. Cái điểm nữa của luật bảo vệ người tiêu dùng đó là xác định rõ cái trách nhiệm của cá nhân hay là tổ chức trong vấn đề sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, chẳng hạn như là bảo hành, nghĩa vụ phải bồi thường. Ngoài ra thì trong luật cũng điều chỉnh đến một vấn đề mà tương đối là tôi cho là mới. Đấy là vấn đề quy định về hợp đồng đối với người tiêu dùng, trong cách thức thứ nhất là ký kết với người tiêu dùng như thế nào, cung cấp thông tin người tiêu dùng ra sao, đưa văn bản cho người tiêu dùng đọc trước làm sao, quyền người tiêu dùng trong việc từ chối ký kết hợp đồng sau khi đã ký mà lỡ thấy phát hiện nó có những điều gì không hài lòng với mình. Bên cạnh đó thì luật cũng đã bổ sung thêm một cái vấn đề nữa tôi cho rất hay, đó là xác định cái vị trí vai trò của tổ chức xã hội trong vấn đề bảo vệ người tiêu dùng. Chúng ta chứng kiến hàng ngày rất nhiều những tranh chấp liên quan đến tiêu dùng, nhưng mà rất nhiều người chỉ biết làm một cái việc là gửi thư khiếu nại lên trên báo và nhờ báo chí thay mình giải quyết cái việc đó, trong khi những công cụ cụ thể của luật pháp hay các tổ chức thì họ không dùng đến vì có thể là họ rất ngại những cái vấn đề đụng đến luật pháp. Với cái thái độ như vậy của người tiêu dùng thì luật bảo vệ người tiêu dùng có những cái gì khó khăn khi tiếp cận đối tượng đó? Cái lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng là lĩnh vực có thể nói là rất phức tạp. Cái việc người tiêu dùng đi mua hàng hóa thì làm sao họ biết được cái thông tin để mua cái hàng hóa mà đúng như mình mong ước, hay là thứ hai là cái nhận thức người tiêu dùng trong cái vấn đề mà hiểu biết về pháp luật thì tạo lập các chứng cứ trong các giao dịch là vấn đề rất khó. Ví dụ bây giờ họ đi ký một cái hợp đồng với một cái bên bán nhà chung cư, thì bên bán nhà chung cư đó toàn là những người mà gọi là chuyên nghiệp về lĩnh vực hợp đồng, còn bản thân người tiêu dùng đến đó là trong cái tình trạng thứ nhất là yếu thế, là thiếu thông tin, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xác lập các hợp đồng, thì rõ ràng họ cần phải có cái sự cố vấn hỗ trợ về luật pháp. Hay là khi họ ký kết hợp đồng với với nhà sản xuất kinh doanh thì làm sao họ có thể lưu ý vấn đề là cái bằng chứng của giao dịch, chẳng hạn như là họ lưu giữ các hợp đồng, lưu giữ các chứng từ hóa đơn, khi mà có tranh chấp thì hỏi tới là họ có bằng chứng không, thì trong trường hợp này ta thấy là họ thiếu cái bằng chứng. Từ những cái thói quen như thế nó dẫn đến những cái tranh chấp phổ biến như thế nào mà ông có thể kể ra để người tiêu dùng có thể nghe được và biết được rằng những việc sơ sài, những cái sự gọi là vô ý của mình đôi khi nó để lại những cái hậu quả như thế nào? Có thể kể đến trong cái vấn đề xâm phạm người tiêu dùng thì thứ nhất là cái sự xâm phạm về vấn đề là chất lượng của hàng hóa dịch vụ, về thực phẩm như là sữa, thức ăn nhanh, vân vân. Cái thông tin hàng hóa, cái nguồn gốc hàng hóa nó không có đầy đủ, không rõ ràng, trong trường hợp này cần phải thận trọng. Cái thứ hai thường phổ biến đó là cái vấn đề mà liên quan đến việc bảo hành, thì trong trường hợp này khách hàng cần phải lưu ý là khi mua hàng hóa thì phải giữ cái phiếu bảo hành cho nó kỹ lưỡng. Hàng hóa nó còn có những cái chẳng hạn như là cái giá cả và định lượng nó bị cái nhà cung cấp đưa đẩy giá lên một cách ngoài ý muốn của người tiêu dùng, trong vấn đề giá điện, giá ga, giá sữa, vân vân, thì trong trường hợp này chúng ta thấy là cái người tiêu dùng cần phải có những phản ứng cần thiết. Hay là vấn đề định lượng của hàng hóa nó thiếu định lượng, thiếu những cái thông số kỹ thuật mà đã đăng ký, chúng ta cũng cần phải nắm bắt về vấn đề là cái chất lượng hàng hóa như thế nào. Rồi các thông tin trên quảng cáo nhiều khi nó cũng là những thông tin mà người ta đưa lên với những cái lời có cánh rất là đẹp, thế thì mình phải hết sức là thận trọng và khôn ngoan để xem coi cái sự quảng cáo của cái doanh nghiệp ấy nó có chính xác hay không. Ông có thể đưa ra một vài những cái chỉ dẫn đơn giản nhất để người tiêu dùng có thể
áp dụng khi mà xảy ra những trường hợp tranh chấp? Bởi vì như tôi đã nói là rất nhiều người rất là ngại đụng đến luật pháp, thì có một cách thức nào đơn giản nhất, dễ dàng nhất cho họ để có thể thực thi được những cái quyền của mình và được bảo luật pháp bảo vệ không? Trong luật bảo vệ người tiêu dùng nó có một cái điều luật, đó là điều 9 quy định về nghĩa vụ, thì trong đó có hai nghĩa vụ. Nghĩa vụ đó không phải là nghĩa vụ mang tính chất áp đặt mà nghĩa vụ mang tính chất định hướng. Đó là người tiêu dùng cần phải thận trọng suy xét để lựa chọn những hàng hóa dịch vụ mà có chất lượng để sử dụng. Và thứ hai, người tiêu dùng thông tin đầy đủ hoặc là khiếu kiện và tố giác những cái điều mà người sản xuất đã từng gây ra để có thể trở thành người tiêu dùng mà nó có nhiều cái sự lựa chọn tốt và được bảo vệ tốt hơn. Thì tôi nghĩ là người tiêu dùng cần phải nhận thức được mình có những quyền gì theo pháp luật. Chẳng hạn trong điều 8 của luật bảo vệ người tiêu dùng quy định về 8 cái quyền của người tiêu dùng. Đó là quyền bảo đảm tính mạng sức khỏe, quyền được bảo vệ. Thứ hai là quyền được thông tin, quyền được khiếu kiện, quyền được bồi thường, quyền được hướng dẫn, quyền được tham gia xây dựng các cái chính sách và pháp luật và các cái quyền khác. Bên cạnh đó, khi thực tế đi giao dịch thì người tiêu dùng cần phải thận trọng trong cái việc mà ký kết các hợp đồng. Khi mà gặp phải những cái trường hợp mà nó xảy ra sự cố trong vấn đề mà sử dụng hàng hóa, chẳng hạn như treo cái quạt nó rơi, mở hộp sữa nó có dòi, hay là một cái gì đó mà liên quan đến cái sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng, thì trong trường hợp này người tiêu dùng cần phải thứ nhất là nhanh chóng khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải bảo vệ cái chứng cứ hiện trường, làm sao để mà đóng gói lại, bởi vì đây là cái vấn đề rất khó khăn trong cái đời sống. Vâng, bởi vì sẽ có trường hợp là đôi khi đối thủ kinh doanh ngụy tạo ra những cái bằng chứng như vậy. Thứ ba nữa là mình phải biết chọn cái nơi nào để thông tin nhanh nhất. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thấy là có tổ chức người ta gọi là Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, gọi là Vinastat. Bên cạnh đó thì những cái cơ quan chức năng có thể xử lý một số cái thứ liên quan đến người tiêu dùng. Có Cục Quản lý Cạnh tranh của Bộ Công Thương. Ở các tỉnh thành phố thì chúng ta thấy là có Sở Công Thương, bên cạnh đó thì còn có Sở Khoa học Công nghệ. Về vấn đề quản lý liên quan đến hàng hóa thì chúng ta thấy còn có cái Cục Quản lý Thị trường. Bên cạnh đó thì nó có cái cơ chế giải quyết để bảo vệ khiếu nại. Thì ở đây nó có 4 cái cách thức. Cách thức thứ nhất là có thể là giải quyết bằng con đường là thương lượng. Thứ hai là người ta sẽ có một cái đơn vị trung gian để hòa giải giữa hai bên. Thứ ba, nếu mà tranh chấp đó có thể mà đẩy lên cao hơn nữa thì đưa ra giải quyết con đường tố tụng. Một là cách thức giải quyết tố tụng bằng trọng tài. Và cách thứ hai là giải quyết bằng con đường tòa án, tức là khởi kiện ra tòa. Có thể nói luật tiêu dùng đã có một sự tiến bộ rất lớn trong cái vấn đề bảo vệ người tiêu dùng bằng cái việc tạo ra cơ chế khiếu nại rất là gọn. Người tiêu dùng được miễn cái nghĩa vụ chứng minh về vấn đề cái lỗi của nhà sản xuất. Chỉ cần phải chứng minh một cái thôi, đó là mình có thiệt hại gì. Cái thứ hai thì người tiêu dùng không phải đóng tạm ứng án phí và lệ phí trong cái việc đi kiện. Thuận lợi thứ ba mà tôi cho là rất hay, đó là vấn đề cái cơ chế thủ tục rút gọn. Thưa quý vị, những gì mà tiến sĩ Lê Minh Hùng vừa chia sẻ được quy định rất rõ trong chương 4 của luật bảo vệ người tiêu dùng. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Hùng rất nhiều với những chia sẻ của ông ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Tiếp sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.